Ngày 11 tháng 11, tại buổi họp báo sau hội nghị thượng đỉnh các nước Ả Rập, Hồi giáo về xung đột hamas Israel tổ chức tại Riyadh, nguyên trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Fisan bin Fahad cho biết bất kỳ cuộc thảo luận nào về Gaza chỉ nên xoay quanh lệnh ngừng bắn và chấm dứt các hoạt động quân sự ngay lập tức. Ông Bin Fahad nhấn mạnh rằng lập trường chung của các nước Ả Rập và Hồi giáo là chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Gaza. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chỉ rõ ràng rằng họ không thể đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Nhưng tôi tin rằng với ý chí tập thể của các nước Ả Rập và Hồi giáo, chúng tôi có đủ sức mạnh để có thể làm theo hướng đi đó. Tại sự kiện, các nhà lãnh đạo đã kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột tại giải Gaza, trả tự do cho những người bị bắt giữ, cho phép Gaza tiếp cận việc trợ nhân đạo.